được gặp lại các con ở video tiếp theo này. Các con ạ, lên lớp 5 tuổi, các con sẽ được học một hoạt động hoàn toàn mới. Đó là hoạt động làm quen với chữ cái. Các con có biết chữ cái là gì không? À, cô tin chắc là các con đã nhìn thấy ở rất nhiều nơi rồi đấy. Ở trong sách vở, các anh chị vẫn học này. Ở trong báo, ở biển số xe, số nhà, ở cổng bệnh viện, ở trường học, ở bất cứ nơi đâu các con cũng có thể nhìn thấy những chữ cái đấy. Khi đã học thuộc các chữ cái này thì các con có thể biết đọc, biết viết giống các anh chị này. Các con thỏa sức thể hiện những điều mình mong muốn vào những dòng chữ đấy. Ngày hôm nay các cô sẽ dạy các con nhóm chữ cái đầu tiên, đó là chữ cái O, O, Ơ. Và cô mời các con cùng đến với nhóm chữ cái này để học với cô. Chào đón các con đến với hoạt động làm quen với chữ cái O, O, Ơ. Cô giới thiệu chữ cái đầu tiên, đó là chữ O. O. Các con nhìn thấy chữ O có quen không? Có giống với một đồ dùng nào đó mà các con nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày hay ở trong nhà các con không nào? Các con hãy thử suy nghĩ xem. Còn cô thấy nó giống chiếc nhẫn này, giống cả hình chiếc bánh xe, à, giống cả chiếc bánh pizza nữa đấy. Cô tin chắc còn rất nhiều đồ dùng nữa mà các con có thể liên tưởng đến. Và các con hãy tiếp tục suy nghĩ nhé. Cô giới thiệu các con, đây là chữ O, phát âm là O, O, O. Cô mời các con cùng phát âm với cô. O, O, O. Khi phát âm, các con nhớ mở miệng ra một chút, phát âm rõ tiếng nhé. Cô mời các con phát âm lại nào. O, O, O. Các con có biết chữ O có đặc điểm như thế nào không? Chữ O gồm có một nét cong tròn khép kín. Chúng mình cùng xem đường đi của nét chấm đỏ nhé. À, nét chấm đỏ này đi từ trái sang phải và gặp nhau ở điểm một điểm đấy. Chúng mình cùng xem lại nhé. Sau đây, cô mời các con hãy cùng giơ bàn tay phải của mình giống như trong hình vẽ. Chúng mình hãy giơ ngón tay trỏ lên để chúng mình cùng viết chữ O trên không nhé. Nào, chúng mình hãy cùng đưa bàn tay của mình theo nét chấm đỏ ở trong hình vẽ nhé. À, vậy là các con đã viết xong được một chữ O ở trên không rồi đấy. Cô giới thiệu với các con chữ O màu xanh các con vừa học được gọi là chữ O in thường. Còn chữ O màu cam ở giữa được gọi là chữ O in hoa. Chữ O màu đỏ gọi là chữ O viết thường. Cả ba chữ O này tuy có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là O các con ạ. Bây giờ cô mời các con cùng phát âm theo cô nhé. Chữ O màu xanh gọi là O in thường. Chữ O màu vàng là O in hoa. O in hoa. Và chữ O màu đỏ là O viết thường. Khi viết cả ba chữ O này, chúng ta đều đặt tay ở một điểm phía trên. Sau đó đưa từ trái qua phải. Chúng mình đã nhớ chưa nào? Sau đây, mời các con đến với một trò chơi mang tên tìm đúng hình ảnh có chứa chữ O. Ở phía trước mặt các con có hình ảnh hoa hồng, phía dưới có từ hoa hồng. Hình ảnh dâu tây, phía dưới có từ dâu tây. Hình ảnh hoa sen, phía dưới có từ hoa sen. Nếu như chúng ta tìm đúng hình ảnh mà
ở phía dưới chữ có chứa chữ O giống với chữ O màu vàng thì hình ảnh đó sẽ xuất hiện khuôn mặt cười. Còn nếu như hình ảnh nào mà không có chữ O thì sẽ xuất hiện khuôn mặt mếu. Bây giờ cô con mình cùng chơi nhé. Cô chọn hình ảnh dâu tây. Ôi, chưa chính xác rồi. Vậy là hình ảnh dâu tây đã xuất hiện khuôn mặt mếu. Các con cùng nhìn xem, chữ dâu tây không có chữ nào giống với chữ O màu vàng đúng không? Tiếp tục, chúng mình sẽ chọn hình ảnh hoa hồng. À, hoa hồng đã xuất hiện khuôn mặt cười. Vậy là trong từ hoa hồng này có chữ O. Các con nhìn xem nó ở đâu nhỉ? À, đây rồi, nó nằm ở vị trí thứ hai từ trái sang phải đấy. Mình chọn hình ảnh cuối cùng nhé. Hình ảnh hoa sen cũng xuất hiện khuôn mặt cười. Và cô cũng nhìn thấy có một chữ O ở trong từ hoa sen này. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng như trên màn hình nhé. Tiếp theo, cô giới thiệu đến các con, đây là chữ O. Chúng mình hãy cùng liên tưởng xem chữ O cũng có thể giống với những đồ dùng gì hằng ngày xung quanh các con nào. Chúng mình cùng suy nghĩ nào. Rất nhiều đúng không nhỉ? Cô thấy nó giống quả bóng này, quả bóng tennis đấy. À, giống cả chiếc cột đèn giao thông, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đúng không nào? Các con hãy cùng tưởng tượng tiếp nhé. Cô giới thiệu với các con chữ O phát âm là O, O, O. Cô mời các con cùng phát âm với cô. O, O, O. Chúng mình phát âm lại nào. O, O, O. Chúng mình cùng xem. Chữ O gồm có hai nét, đó là một nét cong tròn khép kín, một cái mũ được tạo bởi hai nét xiên, chúng ghép lại với nhau tạo thành chữ O. Để viết được chữ O, chúng ta sẽ viết nét cong tròn khép kín trước và cũng đưa từ trái sang phải. Cô mời các con cùng giơ ngón tay lên và viết chữ O lên trên không với cô nhé. Nét cong tròn khép kín viết trước và cái mũ chúng ta viết cuối cùng. Vậy là chúng ta đã tạo được chữ O rồi đấy. Chữ O cũng có 3 cách viết khác nhau. Chữ O màu đen đầu tiên được gọi là O in hoa. Chữ O màu đỏ thì gọi là O in thường. Chữ O màu đen bé nhất gọi là chữ O viết thường. Các con thấy chữ O in hoa bao giờ cũng to nhất, chữ O in thường nhỏ hơn và chữ O in viết thường nhỏ nhất đấy. Các con cùng đọc nhé. O in hoa, O in hoa, O in thường, O in thường, O viết thường, O viết thường. Sau đây cô mời các con đến với trò chơi tìm đúng chữ O. Trên màn hình của cô có hình ảnh con hổ, phía dưới có từ con hổ. Từ con hổ này được ghép bởi rất nhiều những chữ cái khác nhau với màu sắc khác nhau. Bây giờ nhiệm vụ của các con đó là tìm đúng chữ O. Nếu tìm đúng chữ O thì sẽ xuất hiện hình ảnh khuôn mặt cười. Còn tìm không đúng chữ O thì sẽ xuất hiện hình ảnh khuôn mặt mếu đấy. Bây giờ chúng mình cùng chơi nhé. Cô chọn chữ màu đen. Ôi, chưa đúng rồi. Xuất hiện khuôn mặt mếu. Chữ màu đỏ thứ ba. Cũng chưa đúng rồi. Không phải chữ O. Chữ màu xanh. Chưa chính xác. Cô chọn chữ màu cam. Chữ màu cam đã đúng chưa nhở?
chưa, vẫn xuất hiện khuẩn mặt miếu. Và chữ cuối cùng, chúng mình xem có đúng không nhé. À, chính xác rồi, đây là chữ ô, đã xuất hiện khuôn mặt cười. Và các con hãy nhớ, chữ ô thì có một nét cong tròn khép kín và một chiếc mũ ở trên đầu. Vậy là chính xác là chữ ô rồi. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Chữ cuối cùng đó là chữ ơ. Chữ ơ phát âm là ơ, ơ, ơ. Cô mời các con cùng phát âm. Ơ, ơ, ơ. Chúng mình phát âm lại nhé. Ơ, ơ, ơ. Chữ ơ gồm có một nét cong tròn khép kín, một chiếc móc nhỏ đấy. Khi viết chữ ơ, chúng ta sẽ viết nét cong tròn khép kín trước, rồi đến chiếc râu. Và đây là chữ ơ đấy. Các con nhớ chiếc râu ở trên đầu nhé, không phải là chiếc mũ nhé. Đây là ba cách viết của chữ ơ, cũng giống với chữ ô và chữ o. Cô giới thiệu đến các con. Chữ ơ màu đỏ, to nhất, được gọi là chữ ơ in hoa. Chữ ơ màu vàng ở giữa, gọi là chữ ơ in thường. Chữ ơ màu đen cuối cùng, được gọi là chữ ơ viết thường. Chúng mình cùng phát âm nhé. Ơ in hoa, ơ in hoa. Ơ in thường, ơ in thường. Ơ viết thường, ơ viết thường. Các con nhớ cả ba chữ này đều gọi là chữ ơ nhé. Vừa rồi các con đã được làm quen chữ o, ô, ơ. Bây giờ các con hãy quan sát và tìm cho cô xem ba chữ này có điểm gì giống nhau. Chúng mình hãy cùng nhìn nào, chúng có điểm gì giống nhau nhỉ? À, cô thấy cả ba chữ đều có một nét cong tròn khép kín. Có còn điểm giống nhau nữa không? Hết rồi phải không nào? Bây giờ các con tìm điểm khác nhau giúp cô. Chữ O, chữ O, chữ Ơ khác nhau ở điểm nào? Cô tin chắc các bạn đã nhìn thấy rồi đúng không? Chữ O không có cái gì ở trên đầu và phát âm là O. Chữ O thì gồm có một chiếc mũ và phát âm là ô. Chữ ơ có thêm một cái râu, phát âm là ơ. Các con nhớ chưa? Sau đây mời các con đến với trò chơi lật ô đoán chữ. Cô sẽ lật bất một ô nào trên màn hình, xuất hiện chữ cái nào các con hãy nói tên chữ cái đó nhé. Chúng mình sẵn sàng chơi chưa nào? 3, 2, 1, bắt đầu! Chữ gì đây? Chữ ô, chữ ô. Tiếp tục nhé! Chữ gì? À, chữ o, chữ o. Đây là chữ gì nhỉ? Giống với chữ cô con mình vừa phát âm này. Chữ o, chữ o. Còn đây là chữ gì? Có một chiếc móc ở trên đầu này. À, chữ ơ, chữ ơ. Thế còn đây, chữ gì mà lại có cái mũ ở trên đầu mà không phải là cái móc? À, chữ ô, chữ ô. Ô chữ cuối cùng đó là chữ gì nhỉ? Một nét cong tròn khép kín và một cái móc nhỏ ở trên đầu. Chúng ta phát âm là ơ, ơ, ơ. Cô xin chúc mừng các bạn đã có những câu trả lời chính xác nhé. Hoạt động tiếp theo, cô mời các con đến với bài hát O, ô, ơ do các bạn nhỏ thể hiện. Chúng mình hãy hát cùng với các bạn ý nhé. Thank you.
Rồi nhờ bố mẹ chụp ảnh và gửi lại cho các cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.